Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hôm qua cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Quài Hận, sinh năm 1985, trú tại ấp Quà Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021, Hận đang làm cỏ phía sau nhà thì thấy ông Phan Giang Sơn, sinh năm 1970, là hàng xóm đang cất nhà, phần mái tôn nước chảy ngay vào phía sau tường nhà Hận. Do đã có mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước, Hận cầm cây rựa đi qua nhà của ông Sơn để hỏi việc xây nhà lấn ranh và để nước chảy vào tường nhà Hận. Vấn đề không được giải quyết thỏa đáng, hai bên xảy ra cự cãi. Hận bực tức nên đã cầm cây rựa chém 11 nhát vào người ông Sơn, gây thương tích nặng rồi bỏ về nhà, sau đó đã đến công an xã Phú Thuận đầu thú. Riêng ông Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, đến 17 giờ 45 phút cùng ngày thì tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.